Xin chào các em, đây là một cơ hội tuyệt vời cho những em của mình, những người em của mình. Mình đã hình dung là chúng ta đã trải qua những quá trình từ thời trẻ ấy. Đến bây giờ chúng ta đã được rất là nhiều kinh nghiệm mà chúng ta cũng biết được cuộc sống như thế nào, những công việc, những giá trị, những tài khoản tiết kiệm hay những giá trị mình mang lại, những cuộc sống mang lại hay cuộc sống vất vả hay là cuộc sống tốt đẹp như thế nào, bây giờ đều biết. Thì đây là một cơ hội vô cùng tốt cho những em của mình mới ra trường đại học chẳng hạn, mới học cao đẳng, mới học trung cấp. Thì nếu mà em của mình đang ở trong cái độ tuổi mới ra trường thì có thể trải nghiệm được đi Úc, cơ hội chưa đến dễ dàng như vậy. Một mình đi Úc trải nghiệm lương cực kỳ cao, mình đi làm luôn ạ, lương rất là cao, lương từ 70 đến 100 triệu, thậm chí những người hơn, mà chi phí đi cũng rất là thấp. Đây là một cơ hội đổi đời cho em của mình. Cơ hội thì không có nhiều, nhiều chính sách nó thay đổi bên Úc, nhưng đây là một cái chính sách mình sẽ dành cho em của mình tìm hiểu chương trình bốn sao. Các em của mình có thể tự nộp được, người giới thiệu cho em của mình với cơ hội đổi đời cho em nhé, bước ngoặt cuộc đời của em của mình. Xin chúc tất cả em một lời chúc sức khỏe.